À, thật sự thì cũng là nhanh nhưng mà chưa nguy hiểm lắm. Vào cho anh chấn cảnh em nhá. Và anh nào mới vào anh em cho em xin tự bình luận anh em ơi. Và chào anh Trần Hùng nha. Và chào anh Nguyễn Thanh Bình. Và đây là mọi đấu Babylon đến từ game thủ Tiểu Bàn Thầu. Một trận đi đấu mà quân đánh giá là xấu hơn, cùng hệ nhưng mà khác level một chút. Đúng là kiểu cùng bóng nhà đấy, nhưng mà khác một cái chất quân thôi. Khác nhau đúng cái chất quân cùng giờ. Ok, em chào anh Lê Văn Dũng nhá, chào anh Lê Văn Dũng. Và như là tối ngày hôm nay nhiều kèo quá và anh em và xem kèo khác ra mà không thấy nhiều gì, vắng thật. Và anh em nào có mặt trên kênh Sóng Của Thầu thì anh em chia sẻ cho em một tên nhá. Hơi vắng một chút. Thầu đánh rất hay, rất khỏe, nhưng mà hơi buồn một chút là trong những buổi live stream trên kênh Sóng thì và mọi người vào xem khá là ít. Khả năng cần phải một cái tên và PA hay là đội ngũ marketing hoặc là làm truyền thông cái để mạnh mẽ một cái mới được. Vắng hàng quá. Chấn cảnh em nhá. Và hôm nay có hai kèo 22 là lớp tuti với cả kèo đấu bi măng nữa. À mưa anh em đi nhậu hết rồi à. Và anh em nhậu, anh em vừa nhậu vừa xem chế thôi anh em. Đó cho anh chủ tịch xóm chợ nha, chào anh em. Và có thể là mưa, có thể là mưa anh em đi nhậu, như là hết giãn cách thì anh em lại bắt đầu mở hàng quán và đi thả ga rồi đấy. Đó cho anh Ngọc Khoa nhá, chào anh em. Một bài kích trong 26 giờ rồi, kích trong 8-17 cho anh thủ Tiểu Bàn Thầu. Chào anh KK Ngai nhá. Bao nhiêu hay thông tin thì như là ngày 14 tháng 10 phải. Đấy, trước hôm nay đấy, như hôm nay và các quán ăn nhẹ nhẹ như là mở và cho bắt đầu cho ngồi lại ăn rồi. Có thể là hôm nay nhiều anh em cũng đang bắt đầu có một tuần đi party. Kiểu như là lâu lắm rồi không được đi ra ngoài ăn nhậu, cho nên anh em chắc hôm nay tranh thủ trong một ngày mưa gió ở miền Bắc như này.
26, 28 chúng ta quay trở lại bài đấu đủ tiền bàn thầu nào. Đó, hy vọng tất cả anh em chúng ta sẽ giúp em thả cho mình cho thầu những lượt bình luận ở trên khung chat anh em nhá. Mặc dù ta không đông nhưng mà hy vọng ta sẽ được làm cái tân chất lượng và cố gắng làm cái tân số lượng bình luận lên ủng hộ cho thầu nhiều một chút. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, xin chúc tất cả anh em có một buổi tối xem kèo vui vẻ nhá. 18% đến từ kiên thủ Xuân Thứ trong map này. Đang một bài đấu Hitty chỉ 18% mà thôi. Đang dò không quá rộng. Đang đội bạn đã lên, đã là người lên 3 xong, cũng đã là người lên 3. Đó, và hiện tại thì kiếm thủ Tiểu Hoàn Thầu đang đẩy con SH và đang đập ngay được vào cái chợ kiếm thủ Xuân Thứ. Vâng, Thứ cũng là người đang có tình huống đẩy tê ra và hai con dân của kiếm thủ Tiểu Hoàn Thầu đi dâng như chỉ còn một cháu mà thôi. Một con là một đi không trở lại với đồng đội rồi. Và một bé đang đi và không trở lại với đồng đội. Bài rất khỏe và Thứ đang lên cho mình cả những con tê có giáp. Và ta thì thấy là kiếm thủ Xuân Thứ đang là người lên cả tê giáp, một chiếc nhà BA. Có lẽ sẽ bài đầu đánh kiểu chuyển cung R và dâng luôn hay không cho thầu vì bài này mình lên được muộn hơn. Bài lên muộn hơn mà đóng kiểu A và kẹp K thì có vẻ sẽ gọi là hơi chậm. Chắc là sẽ cố gắng lên bánh xe và kẹp thêm những con cung R bên trên thôi. Bài này kiếm thủ Xuân Thứ là người bắt đầu rỉa được một con dân đi dâng rồi. Bài Thứ đánh 4A của Hitty. Một bài khung nhà và 4A trong trận đầu tiên, chứng tỏ là bài khỏe đấy. Yes.